Mà cắm cho ngược lên. Đâu? Gì sao có gió đâu chịu? Chịu đây nè, cái gió nó lật qua. Cầm xéo ngoài quá, đâu có lực. Không có lực, nó nằm ngang mà sao không lật được. Cây này hơi thế ấy nè. Đất hơi ấy nè. Thiếu đất nè. Thiếu thiếu đất, đồng nắng đắp lên mơ. Đang đắp mơ. Chưa, đắp bên đây đi. Dạ, đắp xương xương đó, đừng cho nó lú cổ ngủ gãy, lú gãy. Dạ. Đặt gió nó chịu này là biết không? Ừ. Cột cứng thì đẹp trời, cây nó sống đâu cột cứng đi, cột cứng đi. Không, cái gốc này mình cứ việc mình cột cứng. Cột cứng. Nhưng cái bo trên đây đừng nên cột cứng. Ờ hơi lỏng chút. Dạ. Trên là mình bo cái cây cho nó cứng. Dạ. Đây thì anh em coi, đây là một mô hình sầu riêng ở miền Tây. Đây một số anh em, đây thì anh em đang xuống giống, đang làm xuống giống đây. Đây là sầu riêng, này là sầu riêng Moschkin. Đây thì mình sẽ dẫn anh em đi coi cái cách mà để trồng cây sầu riêng nó đạt hiệu quả nha. Thì đây là các anh đang xuống giống đây. À, thì mình cũng có nói với mấy ảnh là trồng thì cứ việc để đất lên cho nó bằng với cái mặt của cái clip của mình, mặt với cái mặt bầu á. Để nó làm gì, hạn chế cái vấn đề bị úng rễ, thúi rễ này nọ sau này. Để cho nó thoáng cái bộ rễ mình đó, nó hút được cái gọi là hút được cái oxy anh em đi xuống á. Đó. Đó. Thì ở đây thì trồng xuống rồi thì có những anh đi sẽ cuột dây lại, kìm lại cái cây, kìm lại cái gốc của mình, đừng có cho nó bị mưa gió hay gì đó nó sẽ đổ ngã. Đây anh em thấy đây là mô hình đó. Nó nghỉ rồi, xong rồi. Trồng bằng đêm rồi. Quay lại trồng bằng đêm. Tiến hành cho trồng bằng đêm luôn. Đây thì đây là đắp gom á, để cho nó giữ ẩm cái cây mình đó anh em. Khi mình trồng xuống rồi á thì nó cần cái độ ẩm rất là cao.
mình phải tủ gom vào cái thời gian này để cho nó giữ ẩm cho cái cây mình nó phát triển tốt hơn. Ảnh đang tủ gom rồi anh em. Đó, thì anh em thấy cái mô hình sầu riêng trồng khá là công phu. Cảm ơn đêm là tăng ca.